Xin chào tất cả các bạn đang xem video của mình ngay lúc này đây. Mình xin tự giới thiệu, mình tên là Ánh Hồng và tên đầy đủ của mình là Phùng Thị Ánh Hồng. Hiện tại mình đang là sinh viên khóa 2, khoa thương mại điện tử của tập đoàn EDX. Mình có một biệt danh mà các bạn thân của mình thường đặt cho mình là Mướp, bởi vì mình có tính cách khá là bánh bèo và điệu đà, cho nên là mọi người thường gọi mình là Mướp. Một biệt danh khá là dễ thương và mình cũng rất là thích. Mình có một sở thích rất là đặc biệt, và đó là cái nguồn cảm hứng bất tận đối với mình. Mỗi khi mình cảm thấy chán nản hay mệt mỏi thì cảm thấy rất là thư giãn mỗi khi được thỏa mãn sở thích đấy. Đó là mình rất là thích nghiên cứu và tìm hiểu về con người. Nghe thì có vẻ là nó rất là bình thường, nhưng mà khi mà mình tìm hiểu thì mình thấy là nó không bình thường một chút nào cả. Càng tìm hiểu càng thấy hay và hấp dẫn. Vậy nên là nhân cơ hội này, chính là tại thời điểm mà các bạn đang xem video của mình đây, thì mình nghĩ rằng chúng ta rất là có duyên với nhau. Vậy nên là mình sẽ tặng cho các bạn một món quà. Đó là mình sẽ trả lời cho các bạn câu hỏi là trong mắt các bạn thì mình suy nghĩ điều gì về các bạn, và trong mắt mọi người thì thường mọi người sẽ suy nghĩ gì về các bạn. Với một điều kiện là các bạn hãy like và comment dưới video này. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong buổi tiếp theo và mình sẽ trả lời câu hỏi này của các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.